Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn viết cái ứng dụng cho điện thoại Android trên trang web mà App Inventor của Google. Có thể để ứng dụng này có thể điều khiển gửi dữ liệu cho module Bluetooth HC05 kết nối với module Arduino để tắt bật được tất cả các thiết bị trong nhà của các bạn, và có thể tự lưu được cái kết nối của các cái module Bluetooth đã đăng nhập một lần, thì lần sau khi mở lại ứng dụng thì nó tự tự kết nối luôn, không cần mỗi lần phải ta phải vào ta kết nối nữa. Các bạn vào cái đường link sau, với bạn nào có tài khoản Gmail rồi thì hoàn toàn có thể đăng nhập được vào luôn. Đây, tôi đã có tài khoản Gmail rồi. Đăng nhập vào là có thể vào được cái trang này. Đầu tiên thì các bạn cần phải tạo một cái project mới. Tôi xóa cái này đi. Cái này tạo một project mới là lưu địa chỉ HC05. Các bạn lưu ý là cái này đánh không dấu và tên phải có cách chân, không có nó báo lỗi. Đây. Đầu tiên thì cần phải tạo cho nó một cái giao diện. Cái giao diện là gồm các nút bấm và các cái biểu tượng trên màn hình. Thì ta sau đó ta mới có thể viết code được. Màn hình người ta canh lê vào giữa. Cái không thể thiếu là cần phải có module, phải có phải gọi phải phải setup ban đầu phải có cái thành phần Bluetooth ở trong đó. Thứ hai là cái để lưu trữ cái địa chỉ đó, địa chỉ của Bluetooth. Ta đặt tên nó là lưu trữ. Thứ ba là cái thông báo. Báo khi nó có báo lỗi hay gì thì nó hiển thị lên và ta cần phải thao tác. Ta phải có cái clock đồng hồ để khi ấy nó sẽ tự tự có thời gian mà nó tự kết nối. Trong khoảng thời gian bao lâu đó, nếu không kết nối được thì nó sẽ báo lỗi. Năm là cái chức năng là tự gọi tự khởi tạo cái kết nối ban đầu.
Tạm đặt tên nó thế để cho nó dễ nhớ. Phần action thì ta sẽ cho cái câu lệnh này vào. Rồi, những cái thông tin cơ cần thiết đã có đây. Bây giờ ta mới tạo cái giao diện của nó. Ta cho cái khung này gọi là nội dung chính. Bây giờ ta chọn các cái tiêu đề, cần có cái tiêu đề nó giới thiệu hoặc là có biểu tượng cho nó đẹp. Là 20 pixel nét đậm, cao tự động. Cái này thì các bạn đánh là tôi đánh là Android lưu địa chỉ HC05. Kênh này vào giữa. Màu sắc của chữ thì ta để màu xanh. Cái này thì ta cho nó cái tên là tiêu đề 1. Để phân biệt được các cái đấy khác nhau. Là tiêu đề 2. Cho phông chữ 18. Chiều cao để tự động. Điều khiển Arduino. Các bạn thấy thì như này nó sẽ sát ở phía trên, trông nó sẽ không không đẹp. Người ta có thể chèn cái này vào và chọn chiều cao là 10 pixel để cho nó cách không lên sát cái lóc màn hình này. Cũng như vậy ta cách ra ở dưới này với các cái biểu tượng khác. Bây giờ ta phải cần có cái nút chọn và Bluetooth. Tất cả ta sẽ cho hết vào trong
nút chọn một nút nữa cho hết vào trong khung này. Bây giờ ta cần có cái biểu tượng ở cái ô nút chọn. Tôi sẽ ép một cái ảnh vào. Bạn cần có cái lựa chọn các ảnh trước, tạo thành cái thư mục đó. Cái này ta để kích thước là 45 pixel. Chiều ngang ta chọn là 100. Cái hình ảnh thì ta add lại cái hình ảnh lúc nãy ta vừa đưa vào. Đó, các bạn thấy không? Tiếp đến thì ta cần trong cái nút bấm cái nút này về sau ta kích vào ta chọn chọn Bluetooth. Lúc bấm này ta chọn cho nó cái màu nền là màu xanh. Phông chữ ta chọn 16. Chiều cao thì ta chọn 45. Chọn hình tròn trông cho nó đẹp. Dòng text này thì ta chọn là chưa kết nối. Lúc đầu nó chưa kết nối, nó sẽ hiển thị là chưa kết nối. Màu sắc người ta chọn tương phản cái màu nền của nút bấm là màu trắng trông cho nó nổi. Này ta đặt tên cho nó là giờ ta cần cái nút bấm cho vào đây. Nút bấm này quên cái này ta phải đổi tên nó, không có về sau không phân biệt được, sang phần viết code nó lẫn lộn. Đặt tên là nút chọn Bluetooth. Còn đây ta chọn là ta đổi tên nó thành đèn.
Chiều cao thì các bạn chọn là 45. Chiều ngang là chọn 200. Hai trăm, 100 tùy các bạn làm nào cho nó cân đối trên cái màn hình. Hoặc tôi có thể chọn lại 100, 150 tùy 120. Trên này cái này ta để 200 rồi. Thế dưới này ta để 150 đi. Phần text này ta không cần. Bây giờ ta cần up cái hình ảnh của cái nút bấm lên. Bật là nút tắt này. Đấy là nút bật này. Các bạn nhớ cái tên này nhá. Về sau ta phải dùng đến cái dòng chữ này này để có thể gọi được cái nút bấm ra. Bây giờ cái icon của nó, cái hình ảnh của cái nút bấm ta chọn là cái nút bật trước. Đầu tiên nó đang ở trạng thái bật, ta để nó là bật. À, là đang ở trạng thái tắt, ta để nó là tắt. Khi mới mở ra thì nó ở trạng thái tắt. Ta cần có tạo ra cái ghi chú để các bạn biết. Cái này ta đặt là ghi chú 1. Chiều ngang thì ta để cho nó 97% cho nó lùi lại. Nội dung của nó tôi đã để chọn sẵn ở đây. Tiếp tục là cái ghi chú 2. Này tặng chọn 97%. Xong. Thế là ta đã xong cái phần giao diện.
Video này tôi sẽ dừng ở đây. Video sau ta sẽ chuyển sang cái phần viết code để có thể viết code cho cái chương trình này. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.